Nhật Tân và Kiều Tiên xin kính chào quý vị khán giả, đang đến với bản tin COVID-19 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh với những thông tin được cập nhật liên tục. Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, hãy cùng với chúng tôi đến với những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam bàn giải pháp đẩy mạnh dạy và học trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Việc tổ chức dạy học trực tuyến ở nhiều nơi chưa hiệu quả là do hệ thống đường truyền hạn chế, phần mềm dạy học miễn phí chất lượng không tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập, trước mắt giáo viên không thực hiện việc kiểm tra đánh giá học sinh trong quá trình dạy học trực tuyến hoặc trên truyền hình đối với học sinh lớp 1 và lớp 2. Phó Thủ tướng cho rằng, trong điều kiện hiện nay cùng với việc đảm bảo an toàn tại những nơi có điều kiện dạy học trực tiếp, Bộ phải đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, trong đó có giáo dục trực tuyến. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ làm việc cụ thể chi tiết với đài truyền hình, kênh truyền hình trung ương, sắp xếp học liệu, bài giảng truyền hình, lên lịch phát sóng đảm bảo diện bao phủ tốt nhất. Tiếp tục làm việc để các đài địa phương phát sóng, bổ trợ cho những học sinh học trực tuyến. Ít nhất phải có hai khung giờ phát bài giảng truyền hình, môn khối mỗi ngày, nhất là bài giảng cho bậc tiểu học. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội C06 Bộ Công an vừa đưa ra hoạt động ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Ứng dụng có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời có khả năng mở rộng triển khai ở các địa điểm khác khi có yêu cầu như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng thuốc. Với ứng dụng này, người dân cần nhập thông tin số điện thoại, số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản. Hệ thống sau đó cho ra một mã QR duy nhất cho mỗi công dân gắn với thông tin đã kê khai. Qua chốt kiểm soát Covid-19, người dùng xuất trình mã này, bộ công an khuyến khích thực hiện khai báo trước tại nhà nhằm tiết kiệm thời gian. Thưa quý vị, Phú Quốc sẽ là nơi đầu tiên thí điểm hộ chiếu vaccine để đón khách du lịch quốc tế. Nếu thành công, chương trình sẽ từng bước mở rộng ra các điểm đến khác như Hạ Long, Quảng Ninh, Hội An, Quảng Nam, Nha Trang, Khánh Hòa và Đà Lạt, Lâm Đồng. Chương trình nằm trong kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ưu tiên thúc đẩy nhanh hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, người lao động tại các trung tâm du lịch, từng bước mở rộng cả nước, tạo điều kiện cho khách nội địa và khách quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine đi du lịch. Thưa quý vị, qua kết quả tổng xét nghiệm sàng lọc lần 2, tình hình dịch bệnh COVID-19 của tỉnh chuyển biến tích cực, cơ bản khống chế sự lây lan dịch bệnh giữa các khu vực. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, tiến tới mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, từng bước khôi phục lại các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh của địa phương, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau đây. Các vùng đỏ, cam, vàng, xanh luôn chuyển hóa thay đổi theo diễn biến tình hình dịch bệnh căn cứ vùng nguy cơ tại từng thời điểm, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, cơ chế quản lý phù hợp hiệu quả theo nội dung quy định kèm theo văn bản này. Việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ bản thực hiện theo quyết định số 2104 ngày 3 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban dân tỉnh về ban hành phương án khôi phục sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, còn nhiều nội dung khác có trong công văn số 3078 ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với cấp độ nguy cơ dịch bệnh được chúng tôi cập nhật chi tiết tại địa chỉ www.ttv11.com.vn. Quý khán giả hãy đăng nhập để có thông tin đầy đủ hơn quý vị nha. Thưa quý vị, từ những kinh nghiệm có được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, địa phương từng là tâm dịch COVID-19 của cả nước, ngay từ khi dịch COVID-19 bắt đầu có những diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam, tỉnh Bắc Giang đã kịp thời cử nhiều đoàn y bác sĩ hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch, trong đó có Tây Ninh. Từ ngày 28 tháng 7, đoàn y bác sĩ điều dưỡng, nhân viên xét nghiệm và kỹ thuật viên của tỉnh Bắc Giang đã tích cực hỗ trợ tỉnh Tây Ninh trong công tác xét nghiệm truy vết cũng như công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhất là trong công tác chuyển giao kỹ thuật pha chế môi trường, vừa giúp tỉnh Tây Ninh nâng cao hiệu quả công tác xét nghiệm, vừa tiết kiệm chi phí. Chính nhờ sự hỗ trợ kịp thời này của tỉnh Bắc Giang, cộng với việc nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã từng bước kiểm soát, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tỉnh quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã có những phần quà gửi tặng đoàn. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng tặng bằng khen cho 50 cá nhân thuộc đoàn y bác sĩ tỉnh Bắc Giang. Hình ảnh đoàn y bác sĩ Bắc Giang sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong lòng ngành y tế Tây Ninh nói riêng và của người dân Tây Ninh nói chung. Thưa quý vị, với tinh thần tương thân tương ái tạo mối liên hệ đoàn kết gắn bó giữa quân với dân, chiều ngày 7 tháng 9 năm 2021, Trung tá Hoàng Đình Huệ, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 174, đến thăm trao tặng 50 phần quà cho người tà mung có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Dịp này, Trung tá Hoàng Đình Huệ, chính ủy trung đoàn thăm động viên và khen thưởng cho hai cán bộ chiến sĩ tham gia cùng chính quyền địa phương xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 đợt 3 trên địa bàn thành phố tây ninh đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm không được lơ là xem nhẹ đảm bảo an toàn tuyệt đối với tinh thần chống dịch như chống giặc Kính thưa quý vị khán giả, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tính từ 18 giờ ngày 8 tháng 9 đến 18 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2021. Tây Ninh ghi nhận thêm 47 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 142 ca so với ngày 8 tháng 9. Trong đó, test dương sàng lọc 17 ca, F1 tri vết 0 ca, cách ly tập trung 17 ca, trong khu phong tỏa 13 ca. Cụ thể, ngoài tỉnh 2 ca, thành phố Tây Ninh 17 ca tăng 13, trong đó Hiệp Ninh 3 ca, Ninh Thạnh 3 ca, phường 1 1 ca, phường 2 7 ca, Thạnh Tân 3 ca, huyện Tân Biên 11 ca, tăng 10, trong đó Hòa Hiệp 7 ca, Tân Phong 3 ca, Thạnh Bình 1 ca, huyện Châu Thành 8 ca, tăng 7, Thanh Điền, huyện Dương Minh Châu 7 ca, giảm 3, Trà Là, huyện Gò Dầu 2 ca, giảm 3, trong đó Bào Đồn 1 ca, thị trấn Gò Dầu 1 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.648 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 3.754 người, công tác điều trị. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 7.223 ca, đang điều trị 1.758 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện 5.361 ca, trong ngày 9 tháng 9 là 44 ca, số ca tử vong 104 ca, trong đó ngày 9 tháng 9 là 2 ca, Đến ngày 9 tháng 9 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 659 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 211 vùng, 488 vùng đã giải tỏa. Về tình hình tiêm vaccine, tổng số vaccine được phân bổ là 219.060 liều, Tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2021 đã tiêm được 222.773 liều trên 219.060 liều nhận được, trong đó mũi 1 là 189.400 liều, mũi 2 là 33.373 liều, đạt tỷ lệ 101,7%. Công suất tiêm Bình Quân từ 32.000 liều trên ngày với 108 điểm tiêm cố định và 31 đội tiêm lưu động. Trong ngày, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã lập biên bản vi phạm 44 trường hợp, thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68. Trong ngày, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho 1.115 người với số tiền hơn 1 tỷ 667 triệu đồng. Tổng số các địa phương đã chi trả trong ngày là 701 người với số tiền 1 tỷ 054 triệu đồng. Bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.